Sáng nay, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thị xã Bến Cát đã tiếp xúc cử tri phường Tân Định trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Sau khi nghe Hội đồng Nhân dân các cấp báo cáo về chương trình, các hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thị xã Bến Cát trong 10 tháng năm 2023 và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định, cử tri phường Tân Định phản ánh và kiến nghị các nội dung, các tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp, nhất là con đường Tân Định 16, vấn đề ngập úng do chưa có đầu tư hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Văn Thành và quốc lộ 13 đoạn qua công ty Hoàng Gia, giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu phố, tình trạng thiếu vật tư y tế kéo dài tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc cùng lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải đáp, làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri đặt ra, nghiêm túc ghi nhận và sẽ chuyển các vấn đề kiến nghị đến cấp thẩm quyền, các ngành liên quan giải quyết, thấu đáo và thông báo với cử tri trong thời gian sớm nhất. Tiếp xúc cử tri phường An Thạnh, cử tri kiến nghị lực lượng công an cần hạn chế sai sót trong việc nhập liệu, ghi thông tin của người dân. Tình trạng một số hộ dân xung quanh khu vực suối Cát Bưng Biệp thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa lớn. Xem xét áp giá đất đền bù giải tỏa cho hộ dân trong diện quy hoạch phù hợp với giá đất thực tế. Quan tâm đào tạo ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ để phục vụ công tác khám chữa bệnh nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện Bắc Tân Uyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã Tân Mỹ, Thường Tân và Lạc An trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Cử tri ba xã Tân Mỹ, Thường Tân và Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên đã phản ánh tình trạng xuống cấp lầy lội diễn ra trên tuyến đường DT746 và các tuyến đường giao thông nông thôn, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn của doanh nghiệp khai thác đá. Các ý kiến xung quanh việc cấp quyền sử dụng đất cho người dân thuộc đất lâm trường chiến khu D, tình trạng mặt đường thủ biên đất cuốc cao hơn so với mặt đường dân sinh, cần có giải pháp khắc phục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, cần có giải pháp chính sách hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của người dân. Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo sáng nay, cử tri kiến nghị tình hình an toàn giao thông trên một số tuyến đường chưa được đảm bảo, xe quá tải, xe chở đất đá rơi vãi ra đường, một số đoạn đường không có đèn chiếu sáng, cây cối che khuất tầm nhìn và một bộ phận người dân không chấp hành luật giao thông, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, thuốc bảo hiểm y tế không đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Quy định biển số nhà chỉ có số, không có địa chỉ, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Đơn vị vận chuyển rác phải đảm bảo công tác vận chuyển đối với từng loại rác. Khi người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, khói bụi từ các lò gạch gây ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh.